Thưa quý khán giả, trên các báo số ra sáng nay, thông tin về chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hạ cánh xuống sân bay quốc tế nội bài Hà Nội chiều qua, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đang tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Và thưa quý vị, trên báo Tuổi trẻ số ra sáng nay, thông tin về đội tuyển nữ bóng ném Việt Nam đánh bại đội chủ nhà Thái Lan với tỷ số 20-22, 20-22, 18 để đăng quang tại giải du lịch bóng ném bãi biển nữ châu Á năm nay diễn ra ở Bangkok. Ngoài ra thì tuyển nữ Việt Nam cũng giành vé dự giải du lịch thế giới. Thưa quý vị, ông Lê Quang Tuấn, Phó giám đốc công ty cổ phần thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết, sau nhiều tháng liên tiếp tăng thì giá ga bán lẻ sẽ giảm kể từ ngày 1 tháng 5. Dự kiến là ga bán lẻ giảm 31.000 đồng một bình 12 kg, tương đương mức giảm 2.583 đồng một kg. Nguyên nhân là do giá năng lượng thế giới có phần hạ nhiệt sau thời gian dài neo ở mức cao, dẫn đến giá ga cũng đáo chiều giảm giá.